ôi tiền mua được bao nhiêu mảnh đất, cứ sống sân si mai ta cát bụi. Hải Thồ chào cô chú anh chị và con cô bác đã xem trên kênh của Hải Thồ. Thì bữa nay Hải Thồ qua thăm hoàn cảnh của chị Út của chú anh chị. Thì hoàn cảnh của chị Út thì bữa hổm Hải có up video lên đó, cũng Hải quay lên cũng nhiều 3-4 video rồi. Thì chị Út thì bị khiếm thị và nuôi một người con khờ và nuôi một người cháu ngoại đó. Thì nhà của chị Út thì bữa hổm Hải có video lên thì nhà thì dọc hết trơn rồi, tôn thì xác ăn mà nó dọc mưa. Nên chị Linh có gọi phone cho Hải và xem được video của Hải thì có gửi cho Hải là 400 đô để cho Hải qua thay nóc nhà cho chị Út. Thì bữa nay Hải qua báo tin mừng cho chị Út của chú anh chị. Thì Hải mời cô chú anh chị vào trong nhà xem chị Út lúc này khỏe không chú anh chị. Đi thì căn nhà của chị Út nè. Đi là nhà tình thương. Đất này kế chùa chú anh chị. Chùa thì ông sư thì cho ở. Ông sư thì cho chị Út ở lâu rồi. Đó. Thì bữa nay Hải qua nhà chị Út thì báo tin mừng cho chị Út. Thì vài ngày nữa thì Hải qua sửa nhà cho chị Út để cho chị Út dọn đồ dọn gì cho nó gọn. Đây là mái nhà trước nè chú anh chị, tô nó mục hết trơn rồi, cái kèo thì nó gãy xuống rồi đó. Trời ơi, cái cây kia nó muốn rớt xuống luôn rồi, nhà sụp sệ hết rồi. Đất này cái chùa nè chú anh chị đó. Ở đây là cái giường cũ của chị Út phơi cơm mà phơi cơm khô để bán cho heo. Đây nhà của chị Út nè. Đây à, đứa cháu của chị Út ngủ lên chú chị. Đây là một người cháu ngoại nè, đó, còn ngủ. Chị Út đang đắp dễ sao vậy? Chú ơi, dạ. Chú đang làm gì vậy? Đang nấu cơm. À, đang nấu cơm hả? Dạ. Bữa nay được món gì ăn? Được mà. Mà cô giáo mua cho thịt chút kìa. Bữa nay ăn thịt hả? Không ăn trứng nữa hả? Cũng trứng nè, trứng kho với thịt heo. Dạ. Rồi tàu hủ. Đó, đang kho gì mở lên rồi. Cái này nấu chính cơm. Nó có bên kia kìa, cái nồi ga kìa. Nồi ga nấu cơm. Sao nấu cơm nồi điện? Nấu cơm nồi điện bị giật. Giật hả? Giật mới làm. Rồi sao chị Út sao biết có giật cơm khác à? Mở lên coi cạn nước chưa? Ồ, nấu cơm rồi điện bị giật hả? Giật vỡ hổng điện nó bị cháy á. Ồ, khô nước kìa. Mở nhỏ để lấy nhỏ. Cơm cháy cho tụi nó ăn. Trời ơi, chị Út không thấy đường mà nấu cơm bếp ga cũng hay chứ bộ. Mở nhỏ. Em sợ khét á. Mở nhỏ siêu kiều để đó. Dạ. Còn nồi cơm điện kia đâu rồi, nó hư hả? Còn là chị nấu bếp ga không hả? Cái ổ này nè, mới kêu người ta sửa lại sơ sơ nè. Bữa hôm ta nó cháy hết à. Cái ổ điện á cậu. Dạ. Tại vì cái nồi cơm điện trước khi mình nấu cơm mình rửa xong mình lấy cái khăn mình lau cho khô nước ha. Ui, mới mình nấu, mình để vô khô rồi mà ghim á. Ổ ghim hả? Ghim nó bị cháy á, rồi mát. Dạ, mát. Bữa nay thì em qua nhà chị Út em báo tin mừng. Dạ. Em báo tin mừng cho chị Út, cô Linh á. Dạ. Có gửi tiền cho em là 400 đô để cho em qua thay cái nóc nhà cho chị Út. Dạ. Nóc nhà nó dột mưa hết trơn rồi. Gửi lại cảm ơn cô Linh, chúc mừng cho cô Linh được may mắn. Dạ. Làm gì cô Linh cũng ráng cực khổ mà cô Linh ráng giúp đỡ cho Út này. Út cũng mừng dữ lắm cô Linh ơi. Dạ. Gửi lại thăm cô Linh cho cô Linh mạnh khỏe. Dạ. Rồi chúc cho dồi dào sức khỏe cả chị em tất cả. Dạ. Anh chị bà con cô bác anh chị ở xa gần xa gì. Yeah. Cũng chúc cho cô Linh đó là cho. Yeah. Đẹp hoài đi nha. Cô Linh. Dạ. Yeah, dạ. Yeah. Cảm ơn chị Út nhiều. Tại vì em báo tin mừng cho chị Út thôi, em chưa có làm được. Tuần sau em rảnh á, em làm nhà bên kia xong rồi em mới qua nhà chị Út thay tôn cho chị Út ha. Dạ. Yeah. Tháng này cũng hết mưa rồi đó. Nhà chị Út nghỉ đây nhà sau nè chú chị.
ngày kia gió bay quá, bay trên mà cái tôn ở trên ta thấy giàu quá, người ta lên làm như là chảy sao ở trên này nè. Cái máy này nó không có dốc chỗ quá ơi, dốc ít quá, cái dốc nhà ít quá. Dạ, rồi cái nó bay á, dạ. Bay ở trên á. Ở dạ. Trên ta làm đậy ở trên này cho nè. Dạ. Con hải. Dạ. Cái tường nó bất tường. Ta chụp gì ở trên đó cậu? Dán keo lại hả? Ờ, lấy cái cây sắt, cây đưa lên trên đường cho nó bay bay tôn hả? Cái tôn ta chụp trên vậy nè, thấy dột đó. Bữa dạ. Hổng đó. Dạ. Rồi ta lên chụp giờ bay rồi, bay qua bên chùa. Bay mất tiêu hả? Bay qua bên chùa. Đi lộn chứ được. Dạ. Đây là bữa đó con lại làm, em lại làm rồi em sửa lại. Rồi coi đòn tay này chắc một hết trơn rồi dốc ơi. Đòn tay cây á, một hết trơn rồi. Cộng coi dùng đi ha, mang ưng cộng nhiều ha. Dạ, dạ. Thì em qua báo tin mừng cho chị á, nhưng mà em chưa có làm tiền thì em nhận rồi. Tuần sau em qua làm em báo chị Út ấy dọn đồ cho nó gọn. Dạ. Em làm sợ trời mưa á. Dạ. Đó. Đó cộng nhờ cho nơi cậu sắp xếp dùng mới với nghe. Dạ, dạ. À, ông thấy rồi. Coi chừng cơm khác kìa. Lấy cái giá sới lên đi. Khô nước rồi. Mở ra rồi, tắt luôn rồi. Tắt ra luôn rồi, mở nhỏ lại. Không cháy. À, cháy vời quá rồi. Nhỏ nữa. Rồi. Làm bếp nha, muốn nhỏ mai, chị. Mai mốt nấu nồi điện để sửa ổ điện hơi nhỏ. Để tay làm vậy nè. Mới biết hơi. Hay chứ không? Đó. Thì cái ổ điện nào mà hư có gì em thay cho chị Út. Tại vì cháu nó qua thay dùng, nó nói bị cháy hai lỗ rồi chị Út ơi. Nó giật á. Rồi hôi gần luôn. Ừ. Rồi bữa hổng cháy truyền hình đó. Dạ. Cái trường hình nổ phục vậy đó, rồi cầu hải rồi không có thấy đường đâu, rồi đâu có trèo lên cao mà bứt cầu dao được đâu. Đi lấy tay rút đại dây, rút đại dây ra luôn. Bữa đó cũng nhờ trời Phật độ rồi. Mà nhà chỗ có trúng giật không? Trúng giật hư rồi, bị hư đó. Thì đi ra trước anh, có gì em mua cái thay mới cho chỗ. Rồi bên này nè, bây giờ nó làm khúc đoạn này nè, cậu Hải nghe nó nói bên này là làm chưa có cầu dao ha. Dạ. Nó chưa có trúng giật, có cầu dao mà chưa có trúng giật. Rồi tắt bên này thì ở trước á, ở trước thì người ta có khúc điện á. Dạ. Ở trước có khúc, ở đây khúc. Tính chừng nữa cho cậu Hải sửa dùng sao cho nó liền rồi để trong giật dùng đó cậu Hải. Để bữa em qua lọc tôn đó, à. Em coi cái dây điện em nối lại và em mua chống giật lại để chứ cho chị. À. Có mát trong nhà thì nó thì giật ên, có chạm điện á. Dạ. Còn trước này nó mới mua cho đại nè, nó làm đại nè, cậu Hải nó nói chừng nào mà... Đi nhà chị Úc ơi chống giật đó. Cái đòn tay một hết chân rồi, cái tôn nè. Quá trời. Ở đâu cháu? Dạ. Nó nói để chống giật cho ở đây nè, nhưng mà có khúc này là có chống giật thôi. À. Nhà trước này thôi, còn nó làm đỡ là làm nhà sau đó là... Có chống giật mà. Sao? Dạ. Đó, nó nhảy nè. Không mà, ở sau thì không có, cậu Hải. Ở sao không có hả? Dạ, ở sao nó nói là cúp điện sao là nó không có điện ở sao thôi. Còn ở trước nó có bình thường. Dạ. Lần nào cúp ở trước thì ở sao nó có bình thường. Dạ. Nó không có chống giật ở sao. Cái này tính cho nhờ cậu Hải làm liền luôn cũng như để trước. Con để em qua em làm em nối điện lại cho nó liền. Chống giật một cái xài trong nhà luôn. Dạ. Cảm ơn cậu Hải, cảm ơn cô Linh ơi. Dạ. Rồi cháu cho Út ngủ chưa thức hả? Ngủ chưa thức, cho ông uống bình sữa nè, hãy ngủ. Dạ. Rồi lúc này sức khỏe Út sao rồi? Bệnh hoài. Mấy bữa giật quá trời ơi. Ừ, hết nhức tay chưa? Tay thì nó chưa có hết nhức đâu, còn hãy tại vì
bác sĩ nói là cũng lâu quá, bây giờ thả tay ra thì nó còn đau, nhưng mà cứ làm bài, bác sĩ ta kêu dặn đừng làm gì hết, phải không làm không được. Đó. Thì Bây giờ tới đâu hay tới đó rồi, mẹ cũng nhờ bà con của bác anh chị làm cho nóc nhà đồ lên cho dột thì mừng lắm đó luôn. đó đâu có chơi được chú chị. Thì chị Linh thấy video của em quay lên đó chú, rồi có gửi tiền cho em là 400 đô để cho em qua thay cái nóc nhà cho chị. Bây giờ cái nóc nhà này thay bây giờ bằng tay mục hết rồi, xài không có được đâu, thay bằng tay mới luôn á. Ủa cái giò bị gì vậy? Cháu nó làm rớt cái ghế nè, Trời ơi, sức móng luôn hả? nó chạy Sức móng luôn rồi. chạy máu từ cái mí này tới đây nè, rồi xuống dưới đất tọt tọt, chị hai chị lao dưới đất này, Rồi nó có mua làm mua thuốc nhất uống không? uống tốt nhất nước tai nó uống kèm luôn Trời, lâu chưa? Bị lâu chưa? thì mấy ngày nay Thì quậy lắm, đứa này giờ nó quậy nó lớn, nó quậy 3 tuổi rồi phải không? lắm. 3 tuổi chưa? Ba tuổi mấy rồi, Nó quậy lắm. tính ra là nếu tuổi quan là bốn đó, tính Ủa. giấy tờ ba tuổi mấy đó. Ủa, mẹ nó có qua thăm thường xuyên không? Con mẹ nó qua được bữa đồn ta khoe với bà con đó, giờ mắt thanh luôn nữa rồi. Không qua Ngồi nhà cháu khách gạo ăn chưa? còn Còn gạo à? dạ Ngồi học dịch còn học dịch thì chị hôn chị bà cho chục không? chục học dịch tươi, chị bà chục học dịch Muối hả? muối, lúc này hết học dịch muối rồi, lúc này hết làm ơn, hết học dịch làm ơn rồi. Ngồi khô bà hổm chị Linh cho gửi cho ăn hết chưa? À, ăn rồi. Cô Linh ơi, cô Linh đừng có buồn nha, cái tánh em á thì ăn rồi á là thấy chị em nào không có cũng chia lợi nữa đó, cho chia nhau ăn, cho cô Linh có phước ăn không hết. Khô đó ngon à, giống à. Dạ ngon, nhưng mà bà con người ta thấy nhầm, người ta thấy cũng ấy, người ta nói ngon 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 rồi đó, chị ăn thử đi. Chia nhau. Mà cô Linh gắng làm cực khổ lắm á, bên bển á em ăn tiết kiệm á, nhưng mà em thấy mấy chị vui vẻ với em không có ăn, em chia nhau ăn thì em ăn chung nhau cho vui. Cô chú anh chị biết không, chị Út á có khô rồi thấy mấy người kia có về ăn chia cho anh ta mớ mớ nữa để có phước đó. Tính em thì nào giờ cũng thảo ăn lắm, bà con nào không có là chia nhau ăn cho vui vậy đó. Rồi chị em nói nè, mấy chị ơi ăn đi, nhưng mà mấy cô mấy bà con cô bác anh chị ở xa người ta làm cực khổ lắm, gửi về cho mình ăn á, mình ăn rồi mình cũng chúc cho bà con ha. Em qua đi thì em báo tin mừng cho chị Út vậy đó. Thì chắc hết tuần nay thì em qua giờ nóc nhà chị Út qua rồi thay nóc mới chị Út đó, thay mái tôn lại đó để cho chị Út yên tâm, trời mưa gió không sợ đâu chứ chị đó. Bơ cơm chừng khác chỗ rồi đó, nấu bếp ga khó lắm, để mười mốt nấu cơm nồi cơm điện đi chỗ ơi cho nó dễ. Nấu cũng quen rồi cậu, không sao đâu, Dạ. nấu điện sợ sợ, cậu làm gì cũng sợ hết trơn á, giật ba bốn lần là sợ luôn. Dạ. Để tới cơm chắc Út nấu cơm nồi cơm điện bị giật, bây giờ nấu bếp ga là ga rồi. Cái miếng giấy đây. Thì bà hổm chụp cái ổ điện nó bị cháy người nên giật chỗ xạ. Có nồi dẻ giúp nồi dẻ nè. Nồi dẻ nè. cái tay làm vậy vậy rồi sợ cháy. Dạ. Dạ. Đó, chín rồi đó. Đây là chỗ cũng hay chứ bộ. Nó cơm cũng ngon nè, đâu có khác đâu. Vừa đó. Năm ở khi bỏ lên nhà từ nó khoai ăn cơm cháy á, Dạ. như hồi xưa đó con Hải, Dạ, hồi xưa ăn mẹ cơm nấu cháy. củi, mẹ nấu
một thời gian mà cực khổ đi bán vé số đó. Dạ. Bây giờ là được bà con, được chị Hoàng đồ mua cho bếp ga đồ rồi. Hồi xưa là nấu bếp củi, bếp lò xô này kia nó cũng mở nhiều. Dạ. Nó bằng dầu. Lấy cơm cháy ăn á. Nó bằng dầu. Dạ. Dạ. Dầu lửa mình á. Dầu lửa. Dạ. Thích này lắm. Khổ lắm. Hồi đó là nấu cơm củi không á, út mò mò út nấu á. Tới cơm gần chín là út lấy cái cây á. Dạ. Vơ 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 đại ở giữa cho nó qua một bên vậy đó. Cho mà, cơm đừng có khét. Mà công nhận chỗ hay, không thấy đường mà nấu cơm được cũng hay chứ bộ. Dạ. Quen hả? Quen tay rồi đó. Dạ. Nhưng mà nhầm người ta nói không thấy đường làm sao mà nấu được chín ăn luôn, ta cũng không tin. Rồi dạ. Mai bây giờ chị ở đây đi, chị xem thử em đi. Dạ. Nào, có chuyện chị. Em nói giữa có giữa trời chứ em không nói bậy bạ được. Tại vì người ta cho tiền bạc ngàn mình ta cũng khảo sát. Khảo sát mình mới ta cho đó. Tiền, dạ đúng rồi. Dạ. Chúng hãy mình nói giống bà con có bác anh chị anh chi đâu. Tại vì biết nấu người 8 tuổi á. Dạ. Mẹ thấy vậy nè, con hỏi mẹ không cho nấu, mẹ nói là con đừng có nấu gì không thấy đường. Dạ. Để cho mấy chị hai rồi đó, chừng nữa mấy chị là nấu cho ăn. Dạ. Nói má ơi, con á thì không thấy đường, con sợ sau này chị anh chị á, có khi chị mình được, còn anh ghệ có khi chị anh ghệ được chồng chị mình á. Dạ. Rồi cho nên con tập nấu rồi mẹ không cho đâu, mẹ đi cấy lúa ở nhà. Dạ. Tắt lửa vô, dốt tắt lửa vô, tắt chưa? Tắt rồi. Tắt rồi, cái chân em xì ra, tắt rồi. Đó. Tắt nha. Tắt dạ. Vậy nè, dạ đúng rồi. Nghe mệt vậy đó. Dạ. Rồi đầu tiên gung lắm, mở dạ. Ra lên là gung lắm còn hả? Dạ. Ấy dạ ơi, con dò nghe không, mẹ không biết sao cái nó mở ra đây, mẹ chạy đi trước. Nó hôi, hôi mùi ga, nó không cháy hôi mùi ga. Nó không phải mùi đâu cậu Hải, nó vậy nè, không từng xài từ cha sinh mẹ đẻ ra đâu, từng xài ga này đâu. Dạ. Sợ bây giờ quen hả? Dạ rồi bây giờ quen rồi, nó tập vài lần rồi. Bữa chị mua, chị Hoàng mua đó, chị Hoàng chỉ dạ. Tay á, chỉ tay là bấm vài lần á quen rồi. Rồi nói chị Út đừng có gung nữa mà. Dạ. Lúc nào cũng hồi hộp gung hết trơn á. Dạ dạ. Rồi vậy đi, Út ơi em cũng xin phép Út về rồi. Tại vì em qua báo tin mừng cho chị Út đó. Rồi chúc cho bà con có bác anh chị được năm mới này làm ăn phát tài hơn nữa. Cô Linh cho cô Linh mạnh khỏe, cô Linh dạ, đây. Dạ, cảm ơn chị Út nhiều. Dạ, dạ. Video Hải cũng dài rồi, Hải xin phép đôi thời đi. Mong cô chú anh chị, bà con, cô bác xem video của Hải, nhớ bấm like cho Hải và đăng ký kênh cho Hải để Hải có động lực đi quay cập nhật hoàn cảnh khó khăn làm cầu nối chương trình. Hãy xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.